Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối 29 tháng 9 năm 2021. À, hiện tại đang ở đằng sau là một cái nhà sàn rất là đẹp. Hôm nay là một cái khung cảnh khác so với mọi hôm. Ừ, hôm nay tiếp tục với câu chuyện đắc nhân tâm của Del Carnegie, bí quyết của uh, Scores. Khi nói chuyện với mọi người, bạn không nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt ngược lại. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý. Nếu như có thể, bạn sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng cả hai đều phấn đấu cho cùng một mục đích. Sự khác nhau duy nhất giữa hai người chỉ là về mặt phương pháp mà thôi. Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều. Giáo sư Overstreet, uh, tiếng không là một uh, trở ngại khó vượt qua khi bạn đã nói không thì tất cả niềm kiêu hãnh. Uh, cá nhân đòi hỏi bạn phải uh, uh, nhất trí với chính mình sau đó dù có nhận ra câu trả lời không là bất ổn thì lòng kiêu hãnh vốn có của bạn cũng không cho phép bạn thay đổi uh, một khi đã nói điều gì bạn cảm thấy mình có bổn phận phải làm điều đó và bảo vệ nó bằng được do đó cần phải để cho người ta đồng ý với bạn ngay từ đầu đó là điều hết sức quan trọng câu trả lời đồng ý ngay từ đầu của một người sẽ khiến cho quá trình suy nghĩ và quyết định của người ấy đi theo hướng đồng tình nó cũng giống như sự vận động của một hòn bi khi bị đẩy đi theo một hướng nó cần một lực tác động đủ mạnh mới có thể đổi hướng và cần phải một lực lớn hơn nhiều để nó năn theo chiều ngược lại khi một người đã thực sự nói không thì toàn bộ các giác quan hệ thần kinh cơ bắp của người ấy đều tập trung trong tâm thế từ chối trái lại khi một người nói có thì từng tế bào trong cơ thể người đó giãn ra trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận do đó nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được nhiều tiếng có là ta đã mở ra được con đường cho việc tiếp nhận đề nghị sau cùng mục đích uh, của chúng ta bí quyết khai thác lời uh, đáp đồng ý đã giúp cho James Eberson một nhân viên tín dụng giữ được khách hàng uh, giữ được một cho ngân hàng ở New York một khách hàng rất có tiềm năng anh kể người khách hàng ấy bước vào để mở một tài khoản, tôi đã chỉ cho anh ta cách thức điền một số thông tin cá nhân vào các giấy tờ, nhưng anh ta lại từ chối uh, trả lời và câu hỏi. Nếu như trước đây thì tôi đã bảo anh ta rằng nếu anh không chịu cung cấp thông tin đầy đủ thì tôi không thể nhận tiền của anh. Uh, thật xấu hổ vì tôi đã làm quá nhiều điều uh, thật, tôi đã từng làm quá nhiều việc như thế. Tôi lại còn cảm thấy khoan khoái vì đã chứng tỏ cho người ta thấy ai là À, ai là chủ không thể coi thường những quy định của ngân hàng lẽ ra tôi phải hiểu khách hàng mới là người có quyền đòi hỏi được tôn trọng và được đón tiếp niềm đỡ nhưng sáng hôm đó sau khi đã được học nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế của Dale Carnegie tôi quyết định phải cư xử khôn ngoan hơn tôi tự dặn lòng mình không nói về điều ngân hàng muốn mà nói về điều người khách muốn quan trọng hơn tôi phải khiến anh ta nói vâng ngay từ đầu. Thế là tôi bảo anh ta rằng thông tin mà anh không chỉ cung cấp cũng không cần thiết lắm. Tuy nhiên tôi nói thêm rằng, giá như chẳng may ông có hề gì, ông có muốn ngân hàng trao số tiền ở trên tài khoản của ông cho người thừa kế của mình theo pháp luật không? Vâng dĩ nhiên là có. Anh ta đáp. Vậy ông nghĩ có nên cho chúng tôi biết uh, tên của người họ hàng gần nhất để trong trường hợp đó chúng tôi có thể thực hiện những nguyện vọng của ông mà không làm không nầm nẫn và chậm trễ không anh ta lại nói vâng thái độ của người khách dịu đi và bắt đầu thay đổi khi hiểu rằng chúng tôi yêu cầu thông tin này không phải vì lợi ích của chúng tôi mà là phục vụ lợi ích cho anh ta thế là người khách hàng trẻ tuổi ấy không những cho tôi toàn bộ thông tin về chính mình mà còn mở một tài khoản ủy thác cho mẹ mình đứng tên thụ hưởng và vui vẻ trả lời tất cả mọi câu hỏi liên quan đến người mẹ yêu quý của anh Uh, Joseph Ellison, một đại diện bán hàng cho công ty điện lực uh, kể lại uh, câu chuyện như sau công ty của chúng tôi rất muốn bán hàng qua một kỹ sư trưởng ở một công ty trong khu vực suốt 10 năm suốt 10 năm người được tiền nhiệm của tôi đã liên tục đến nhà ông nhưng không thu được kết quả nào khi chịu trách nhiệm khu vực này tôi lại mất 3 năm thường xuyên đến nhà ông ta nhưng vẫn không tìm được một đơn đặt hàng cuối cùng sau 13 năm thăm viếng chúng tôi mới bán được cho ông vài cái máy nếu như mọi việc tốt đẹp thì tiếp theo sẽ là đơn đặt hàng mấy trăm cái nữa. Tôi biết máy của chúng tôi rất tốt nên 3 tuần sau tôi đến gặp ông với thái độ rất hứng khởi và tự tin. Ông kỹ sư trưởng đón tôi với lời chào hơi khó chịu. Ông Ellison, tôi không thể mua máy của ông nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi thưa ông, ông có thể cho tôi biết nguyên nhân tại sao không ạ? À? Ông kỹ sư trả lời, máy của ông quá nóng, không thể đặt tay vào nó được. Tôi biết cái lý uh, tôi biết cái lý không ăn thua gì, tôi đã thử Cách làm này quá lâu rồi cho nên tôi nghĩ đến việc tìm câu trả lời Vâng Vâng tôi nói đúng rồi ông Smith tôi hoàn toàn đồng ý với ông nếu như máy chạy quá nóng thì không nên mua ông cần loại máy hoạt động không được sinh nhiệt quá tiêu chuẩn cho phép của hiệp hội chế tạo thiết bị điện quốc gia phải không Dĩ nhiên là tôi đã có được tiếng Vâng đầu tiên có phải hội quy định máy không được sinh nhiệt cao hơn nhiệt độ phòng quá 34 độ Đúng, ông ta đồng ý và nói thêm điều đó hoàn toàn đúng, nhưng các máy của ông lại nóng hơn, hơn nhiều. Tôi không cãi lý với ông, tôi chỉ nói, thưa ông, nhiệt độ của phòng máy là bao nhiêu? Khoảng 35 độ. Vậy nếu nhiệt độ phòng máy là 35 cộng thêm 34 độ nữa thì sẽ thành 69 độ. Tay ông đặt vào nồi nước nóng 69 độ thì có phải là gần như bị bỏng không? Ông lại phải nói vâng. Nếu vậy, ông đừng đặt tay lên máy nữa và phải nữa có phải tốt hơn không ông ta chấp nhận à, phải ông nói phải chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lát sau đó ông gọi thư ký vào để ghi cho tôi một đơn đặt hàng 35.000 đô la cho tháng tới tôi đã mất nhiều năm trời và phí tổn hàng ngàn đô la để hiểu ra rằng cãi cọ chẳng ít gì nhìn sự việc theo quan điểm của người khác khiến cho họ nói vâng đồng ý sẽ có lợi hơn nhiều Uh, Skoret là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của thế giới. Ông đã làm một điều mà nhân loại chẳng mấy người làm được đó là thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ của người uh, cho đến ngày uh, cho đến ngày nay 24 thế kỷ sau khi ông mất, ông vẫn được tôn vinh là một trong những nhà hùng biện khôn ngoan nhất từng ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn thế giới. Phương pháp của ông như thế nào? Toàn bộ kỹ năng của ông ngày nay gọi là phương pháp Socratic uh, chỉ là dựa vào việc khai thác câu trả lời vâng vâng, ông thường hỏi những câu mà người đối diện buộc phải tán thành rồi ông tiếp tục dẫn dắt họ từ thừa nhận này đến thừa nhận khác cho đến khi cuối cùng họ tự nguyện đồng ý theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch liệt trước đó vài phút lần sau nếu chúng ta có ý định bảo ai đó là sai hãy nhớ đến scores và hãy dựa và hãy lựa chọn để mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng có thể đem đến câu trả lời là vâng người trung hoa có một câu nói rất khôn ngoan lưu truyền từ bao đời nay ở phương Đông ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa. Chìa khóa nhất, uh, chiều, khóa, chiều khóa quý nhất, chìa khóa, chìa khóa quý nhất là chìa khóa có thể mở lòng người. Hãy luôn nhớ rằng sự dịu dàng và thân ái có sức mạnh hơn là vũ lực và giận dữ. À, buổi uh, đọc sách tối ngày hôm nay uh, đến đây là kết thúc. Uh, hôm nay uh, uh, đọc uh, đoạn chuyện này hơi ngắn nên. là uh, 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 để buổi sau sẽ đọc nhiều hơn Với khung cảnh ngày hôm nay thì ánh sáng ở đây nó cũng không có nhiều nó khá là tối nên là việc đọc sách nó cũng trở nên khó khăn hơn Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc các bạn và gia đình có một buổi tối ngon giấc và có một năng lượng mới cho ngày làm việc tiếp theo xin cảm ơn